Do tác động lâu dài của COVID-19 sẽ ảnh hưởng đến hệ thần kinh, phổi, da, tâm thần, tim mạch, ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh đặt ra mục tiêu y tế hậu COVID-19, trong đó sẽ thực hiện chăm sóc cho các bệnh nhân theo mô hình tháp 3 tầng. Cụ thể, ở tầng thấp nhất là tuyến y tế cơ sở, có chức năng quản lý chăm sóc người bệnh hậu COVID-19 mức độ nhẹ, can thiệp các phương pháp không dùng thuốc. Ở tầng này, bệnh nhân đông nhất. Ở tầng 2, bệnh viện tuyến quận huyện thực hiện khám lâm sàng, xét nghiệm cận lâm sàng, quản lý và chăm sóc điều trị bằng thuốc với bệnh nhân hậu COVID-19 mức độ trung bình. Ở tầng 3, bệnh viện chuyên khoa tuyến cuối chăm sóc với nhóm người bệnh hậu COVID-19 mức độ nặng. Các bệnh viện này sẽ khám và điều trị chuyên khoa sâu như hô hấp, tim mạch, tâm thần kinh, phục hồi chức năng. Ngành y tế cũng cho biết bệnh nhân từ trung bình đến nguy kịch phải theo dõi tái khám để đảm bảo chăm sóc tốt người bệnh hậu COVID-19.